Xin chào bạn, hôm nay Hải đang xin giới thiệu các bạn cần T1 của Red Quick, nghĩa là hãng con sói đỏ đấy. Con sói đỏ này thuộc vào quả Fishing. Fishing thì Hải đang đã có một cái bài viết trên trang lịch sử hình thành của Fishing. Nó gộp rất nhiều thương hiệu nổi tiếng của từ Pen, Apple. Đây Hải đang sẽ không nói nhiều nữa, thì các bạn nên quét tham khảo thêm cái hãng Fly Fishing này. Đây là phần bên ngoài của cần đây các bạn. Này T1 các bạn nhé. Hải đang giới thiệu qua và Hải đang sẽ để đường link dưới video này các bạn về web để xem trực tiếp trên web, thì nó sẽ có thông số cụ thể và hình ảnh luôn. Đây thì Giang sẽ quay review qua thôi, không chi tiết lắm. Đây, phần trôi cần đít đít này có chỗ để mắc báo giờ hiểm này. Ngọn các bạn, ngọn này được quấn vào sơn phủ keo ở cái đầu ba lô này rất chắc các bạn. Bạn hãy subscribe và nhận thông báo của kênh của Hải Đăng Fishing để có những cái video chất lượng nhất gửi đến các bạn. Cái nút bịt này cũng được thiết kế vòng kim loại. Đây, phần trôi cần có mã số nóng là hoàng, phần gốc của và chống trượt, chống mòn. Nó có nhiều chức năng. Mã số cái này cần 8m1 các bạn nhé. Hải Đăng sẽ để link ngay dưới. Hải Đăng xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải Đăng Fishing.